Hoặc các hữu tình, tiền chủ hướng về địa già của Bà La Môn vọng chấp cho là tình cần thọ trì đọc tụng chú đây sẽ được thành tịnh tố giáo. Bồ Tát phương tiện khuyến khích khiến kết thọ trì đọc tụng từ duy nghĩa của Phật Thánh dạy. Bồ Tát lại trần tránh vì họ tuyên dương khai thị diệu pháp Như Lai thuyết tương ương tánh không thẳm sâu, khiến kẻ phát sanh vui thích quyết định xa lìa tà chú khỏi tâm tịnh tín mạnh mẽ. Chỉ cần một sát na nhằm lìa đồng hành tâm thiện, vẫn năng nhiếp thọ thiện càng rộng lớn không thể tính kể số lượng, hạ hướng tương tục. Lại trừ Bồ Tát sở hữu chủng chủng thượng diệu trần bảo hương hòa tốt đẹp, các thứ cúng dường của thế gian sanh khởi ý lạc tăng thượng, đồng hành tịnh tín thắng giải cúng dường Phật Pháp Tăng, lại cũng khuyến dẫn người hành thắng giải cúng dường như vậy. Lại cúng dường tất cả Phật Pháp Tăng ở 10 phương thế giới, tức dùng ý lạc tăng thượng đồng hành tịnh tín như vậy. Tích tập phân bố sanh sâu tùy hỷ quán tưởng giác vọng lại cũng khuyến dẫn người hành tùy hỷ như vậy. Lại trừ Bồ Tát hành thường tu tập niệm Phật, niệm Pháp cho đến niệm Thiền cũng khuyến dẫn người khiến tu tập 6 niệm. Lại trừ Bồ Tát ý lời phần mình rõ ràng mà lễ Phật Pháp Tăng đến lúc mạng chung cũng không từ bỏ, cũng khuyến dẫn người hành trì nghiệp lễ như vậy. Lại trừ Bồ Tát đều tùy hỷ tất cả phước nghiệp hữu tình rộng khắp 10 phương, cũng khuyến dẫn người hành trì tùy hỷ như vậy. Lại trừ Bồ Tát nhập ý lạc đại bi rộng lớn tăng thượng khắp tất cả hữu tình 10 phương, nguyện đem thân mình thay thế thọ nhận tất cả yêu khổ của hữu tình, cũng khuyến dẫn người hướng khởi bi nguyện như vậy. Lại trừ Bồ Tát đem tâm thanh tịnh điều nhu tôn kính thuận theo học giới đối với tất cả lỗi lầm, tất cả lỗi phạm quá khứ hiện tại tưởng đối trước 10 phương chư Phật Thế Tôn chí thành phát lồ sám hối từ quá khứ cho đến vị lai, cũng khuyến dẫn người hành như vậy, luôn luôn phát lồ lỗi phạm như vậy ít dụng công lực, nhưng tất cả nghiệp chướng đều được giải thoát. Lại trừ Bồ Tát tâm đã được tự tại, tâm đã đầy đủ thần thông hóa làm chủng chủng hóa sự các 10 phương Phật Pháp Tăng và các hữu tình nhiếp thọ vô lượng tụ đại phước đức rộng lớn. Lại trừ Bồ Tát hàng thường tu tập từ bi hỷ xả cũng khuyến dẫn người tu tập hành trì như vậy. Như vậy, phương tiện thiện xảo của Bồ Tát khiến các hữu tình tốn ít công lực, nhưng dẫn nhiếp các quả thiện căn thắng diệu rộng lớn vô lượng. 3, 4, 5 và 6 sao gọi là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, năng khiến đoạn trừ khỏe não đối với hữu tình phỉ báng trái ghét thánh giáo Phật. Đối với hữu tình phỉ báng trái ghét bậc trung, năng khiến thú nhập. Đối với hữu tình đã nhập vào, năng khiến được thành thục. Đối với hữu tình đã thành thục, năng khiến giải thoát. Chư Bồ Tát vì muốn thành tựu viên mãn nghĩa lợi ích cho 4 chủng hữu tình như vậy, nên được nói 6 chủng phương tiện thiện xảo. A. Phương tiện thiện xảo tùy thuận khai thông. B. Phương tiện thiện xảo cùng lập giao ước. C. Phương tiện thiện xảo ý lạc duyên khác. D. Phương tiện thiện xảo thiết lập sự cưỡng ép. E. Phương tiện thiện xảo thì ẩn báo ân. F. Phương tiện thiện xảo do giáo thành tịnh. A. Sao gọi là phương tiện thiện xảo tùy thuận khai thông của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát sắp vì hữu tình thuyết pháp, trước nên phương tiện tùy thuận hiện hành thân ngữ nhu nhuyến mỹ diệu, cũng là hiện hành thần cận tùy chuyển thí để trừ sự sanh khởi khỏe não của kia. Kẻ kia đoạn trừ khỏe não sanh khởi, nên sanh thường kính Bồ Tát. Thường kính đã sanh nên sanh khởi vui với pháp. Bồ Tát lại tùy căn cơ của kia mà tuyên thuyết chánh pháp dễ hiểu dễ nhập, thứ lớp đúng thời không điên đảo, năng dẫn nghĩa lại khảm nghiệm chỗ khó khảm nghiệm. Đối với việc điều phục hữu tình kia, Bồ Tát tâm ải mẫn hiện hiện thần thông, hiển thuyết chánh lý, chánh pháp như lý. Bồ Tát học khuyến tình người khác hoặc làm trùng trùng việc hóa hiện thù đặc, khiến hữu tình kia thảy đều được điều phục. Hoặc đối với các luận tóm được cổ động dẫn nghĩa lợi thì năng khiến kia biện rộng. Hoặc đối với các luận quá rộng dẫn nghĩa lợi thì năng khiến kia tóm được thọ trì, lại vì muốn kia nhớ nghĩ nên tiếp tục nạn hỏi. Bồ Tát thấy kia nơi pháp đã năng thọ năng trì, lại về kia rộng khai chánh nghĩa sâu hơn, khi kia đã thú nhập, lại khiến kia duyên khắp tất cả tam ma địa môn, lại năng tùy thuận mà dạy trao dạy dần, khiến kia tu lợi hành nhiều ích hữu tình. Hoặc các hữu tình đối với kinh điển thậm thâm tương ứng tánh không mà Phật đã thuyết, không hiểu nghĩa thú mật ý Như Lai, trong kinh đầy thuyết tất cả pháp đều vô tự tánh, đều không có sự, không sanh không diệt, tất cả pháp ngàn đồng hư không đều như mộng huyễn, khi nghe như vậy chẳng thể hiểu rõ nghĩa thú đây, tâm sanh kính sợ phỉ báng tất cả kinh điển như thế cho là chẳng phải Phật thuyết. Bồ Tát vì tất cả loại hữu tình kia phương tiện thiện xảo như lý khai thông, trong kinh như vậy
là nghĩa thú mật ý thẳm sâu của Như Lai, như thật khai hóa nhiếp hữu tình kia. Khi Bồ Tát Chánh khai thông như vậy, vị kia nói rằng, kinh đây chẳng nói tất cả các pháp đều không chỗ có, chỉ nói tự tánh các pháp vốn là không, cho nên thuyết tất cả các pháp đều vô tự tánh. Vì nương theo kia các nguồn thuyết chuyển, dẫu có tất cả nguồn thuyết về sự, nhưng nguồn thuyết kia khá nói tự tánh, còn nương đệ nhất nghĩa thì phi tự tánh, cho nên thuyết tất cả các pháp đều không có sự. Tất cả các pháp chỗ nói tự tánh lý đã như thế từ xưa đến nay đều không chỗ có, vậy gì sanh gì diệt, cho nên thuyết tất cả các pháp không sanh không diệt, ví như trong không có nhiều nghiệp sắc của nhóm sắc khá được, dùng thọ tất cả nghiệp sắc của các sắc, tức trong hư không hiện có trùng trùng sự, hoặc qua hoặc lại, hoặc đến hoặc đi, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc co hoặc duỗi, nếu ngày lúc đó thầy đều trừ diệt, tức bây giờ chỉ còn tánh vô sắc, tướng hư không thanh tịnh hiển hiện. Như vậy giống như hư không lìa nguồn thuyết sự, mà có trùng trùng nguồn thuyết do tà tưởng phân biệt tham đắm ý luận tạo ra, tợ nghiệp sắc chuyển, lại tất cả nguồn thuyết do tà tưởng phân biệt tham đắm ý luận như vậy, đều là chỗ dùng thọ của hư không lìa nguồn thuyết sự. Nếu lúc Bồ Tát dùng diệu thánh trí khiển trừ tất cả chỗ khởi ngôn thuyết do tà tưởng phân biệt tham đắm hí luận, bấy giờ Bồ Tát bậc thánh tối thắng dùng diệu thánh trí chứng tất cả các pháp lìa ngôn thuyết sự, chỉ có tất cả ngôn thuyết tự tánh chỗ hiển phi tánh, ví như tướng hư không thành tịnh hiện ra, cũng chẳng thể vượt quá đây mà có tự tánh khác để tìm cầu, cho nên thuyết tất cả các pháp ngang đồng hư không, lại như huyễn mộng, chẳng phải như hiển hiện, như đầy thật có, cũng chẳng phải tất cả hình chất huyễn mộng đều không chỗ có. Các pháp như vậy, chẳng phải như thế lực xuyên suốt tập của ngu phu, chỗ hiện như thật là có. Cũng chẳng phải thắng nghĩa tất cả pháp tự tánh lìa lại đều không chỗ có. Do phương tiện đề, ngộ nhập đạo lý tất cả các pháp chẳng phải có chẳng phải không, giống như huyễn mộng, tánh ấy không hai, cho nên thuyết tất cả các pháp đều như huyễn mộng. Như vậy, Bồ Tát đối với tất cả pháp trong các pháp giới, chẳng lấy chút phần, chẳng xả chút phần, chẳng làm tổn giảm, chẳng làm tăng thêm, chẳng làm hoại mất. Nếu pháp thật có biết là thật có, nếu pháp thật không biết là thật không. Bồ Tát như điều đã biết mà khai thị, đây gọi là phương tiện thiện xảo tùy thuận khai thông của Bồ Tát. B. Sao gọi là phương tiện thiện xảo cùng lập giáo ước của Bồ Tát? Hoặc trừ Bồ Tát thấy hữu tình, đến cầu thức ăn uống, cùng hết thầy vật dụng nuôi thân, liền cùng kia lập giáo ước rằng, các ông nếu đối với cha mẹ thường biết ơn, cùng kính cúng dường, đối với các sa môn bà la môn cũng vậy, cho đến năng thọ trì tịnh giới, như vậy tôi sẽ thuận theo sự mong cầu của các ông, sẽ thí hết thảy các thức ăn uống cùng vật dụng nuôi thân. Nếu các ông không làm như vậy, tôi chẳng cấp thí. Như vậy Bồ Tát thấy hữu tình đến cầu trùng trùng thứ như nhà, ruộng, chợ, đất nước, tiền của, các sự tốt lành, hoặc đến cầu các công nghiệp xứ và các minh xứ, hoặc đến cầu cùng làm bạn hữu, hoặc đến cầu kết hôn, hoặc đến cầu làm ấp hội, hoặc đến cầu trợ giúp kinh doanh sự nghiệp. Bồ Tát cùng kia lập giáo ước rằng, nếu ông đối với cha mẹ biết ân, cùng kính cúng dường, nói rộng như trước, được như vậy tôi sẽ bố thí ruộng nhà, cho đến trợ giúp kinh doanh sự nghiệp. Lại trừ Bồ Tát thấy hữu tình hoặc phạm tội hoặc bị thưa kiện, hoặc làm trùng trùng việc không lợi ích nên bị người bắt trói buộc ra hình, hoặc bị người sắp đánh đập trói buộc đem bán. Bấy giờ Bồ Tát tùy sức tùy khả năng lập giáo ước rằng, nếu các ông đối với cha mẹ biết ân, cung kính cúng dường, nói rộng như trước, như vậy tôi sẽ phương tiện cứu ông thoát nạn. Lại trừ Bồ Tát thấy hữu tình mắc phải trùng trùng nạn giặc cướp, nước lửa hoặc các việc khiến kinh sợ do người và phi nhân gây ra, khó bảo toàn mạng sống. Bấy giờ Bồ Tát lập giáo ước rằng, nếu các người đối với cha mẹ biết ơn, cung kính, cúng dường, nói rộng như trước, như vậy tôi sẽ giúp các người thoát khỏi nạn và sợ hãi kia. Hoặc trừ Bồ Tát thấy hữu tình thương yêu nhau, cầu chẳng xa lìa, bấy giờ Bồ Tát lập giáo ước rằng, nếu các người đối với cha mẹ biết ơn, cung kính, cúng dường, nói rộng như trước, như vậy tôi sẽ giúp các người tọa nguyện, khiến yêu thương không chia lìa. Lại trừ Bồ Tát thấy hữu tình bị các bệnh khổ nên lập giáo ước rằng, nếu các ông đối với cha mẹ biết ơn, cung kính cúng dường, nói rộng như trước, như vậy tôi sẽ cứu các ông thoát khỏi bệnh khổ được an vui. Các hữu tình kia đã cùng Bồ Tát lập giáo ước rồi, phải nên nhanh chóng thọ học các thiện pháp, nhanh chóng đoạn trừ các ác pháp. Bồ Tát đều năng thỏa mãn mong cầu của kia. Đây gọi là phương tiện thiện xảo cùng lập giáo ước của Bồ Tát. C. Sao gọi là phương tiện thiện xảo ý vui riêng khác của Bồ Tát?
Chư Bồ Tát cùng các hữu tình lập giao ước rồi, các hữu tình kia chẳng nhanh chóng tu hành như điều đã giao ước. Bồ Tát đều chẳng thí cho như mong cầu của kia, chỉ vì Bồ Tát đây muốn kia được lợi ích, không phải vì ý vui riêng khác mà chẳng thí. Như vậy, đối với các hữu tình gặp tai nạn, gặp khiếp sợ, thương yêu mong muốn chẳng lìa, bệnh khổ ước não, chư Bồ Tát quyền thời xả bỏ không cứu giúp, chỉ vì muốn kia được lợi ích, không vì ý vui riêng khác mà xả bỏ không cứu vớt. Như vậy Bồ Tát đối với hữu tình, chỉ vì muốn kia được lợi ích, không vì ý vui riêng khác, phương tiện hiện hành nghiệp kiên quyết ngăn cản, dần khiến hữu tình kia ở thời gian khác đoạn chuyển các điều ác, tu học các việc thiện. Cho nên Bồ Tát phương tiện tạm thời xả bỏ. Hoặc có hữu tình đối với Bồ Tát tuy không có điều mong cầu cũng không gặp các nạn, nói rộng cho đến không mắc phải các bệnh khổ, nhưng trước kia đã từng rất gần gũi Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát tùy nghi khuyến dẫn kia, khiến kia đoạn trừ các pháp ác, tu tập các pháp thiện, khiến kia biết ơn cha mẹ, cung kính, cúng dường, nói rộng như trước. Cho đến khiến kia tùy thuận thọ học tịnh giới, nếu các hữu tình kia dầu được Bồ Tát dẫn dắt như vậy mà cố ý khinh khi phóng túng buông lung chẳng phụng hành, bấy giờ Bồ Tát hoặc tự biểu hiện hành động khiển trách, chỉ vì muốn kia được lợi ích, không vì ý vui riêng khác mà giận dữ, hoặc biểu hiện hành động xa lìa xoay lưng, chỉ vì muốn kia được lợi ích, chẳng vì ý vui riêng khác, hoặc đối với hữu tình làm việc không nhiều ích ở thế gian, Bồ Tát cũng biểu hiện hành động tổn não chỉ vì lợi ích cho kia, không vì ý vui riêng khác mà tổn não. Như vậy Bồ Tát đối với các hữu tình, bên ngoài biểu hiện hành động như thế nhưng bên trong ý vui riêng khác, hai tướng không tương ứng nhau. Do nhiên trên đây Bồ Tát phương tiện an lạc khiến hữu tình kia dần dần đoạn trừ các pháp ác, tu tập các pháp thiện. Bồ Tát phương tiện điều phục hữu tình như vậy gọi là phương tiện thiện xảo ý riêng khác của Bồ Tát. D. Sao gọi là phương tiện thiện xảo thiết lập các sự cưỡng ép của Bồ Tát? Chư Bồ Tát hoặc là gia chủ hoặc là quốc vương có thế lực mạnh, thường tránh dạy dàn đối với những người thân và thần dân bảo rằng: các người thân của ta, các thần dân của ta, nếu các người chẳng biết báo ơn cha mẹ, nói rộng cho đến hủy phạm giới, ta sẽ chấm dứt cung cấp tặng phẩm, dứt cung cấp y phục cùng có thức ăn uống, hoặc ta sẽ trị phạt. Nếu là người thân, ta sẽ đuổi bỏ xa lìa. Nếu là thần dân, ta sẽ vĩnh viễn đuổi đi. Ta sẽ lập một hệ thống toàn người khéo léo tài giỏi thường giám sát sự nghiệp này. Do nhân đây các hữu tình kia vì sợ trị phạt nên siêng năng dứt bỏ các việc ác, làm các việc lành. Kia tuy chẳng vui muốn làm việc thiện, nhưng Bồ Tát phương tiện cưỡng ép khiến kia tụ tập. Đây gọi là phương tiện thiện xả thiết lập sự cưỡng ép của Bồ Tát. E. Sao gọi là phương tiện thiện xả thi ân báo ân của Bồ Tát? Chư Bồ Tát tùy khả năng nhiều ít mà thí ân huệ cho các hữu tình, hoặc thí theo mong cầu, hoặc cứu giúp thoát khỏi tai nạn, hoặc khiển trừ các sự khiếp sợ, hoặc khiến thương nhau được gần nhau, hoặc khiến ghét nhau được xa lìa, hoặc khiến thoát khỏi bệnh khổ được an lạc. Do đây hữu tình kia biết ân huệ, muốn báo ân đức Bồ Tát, bấy giờ Bồ Tát khuyến khích kia tu thiện để trả ân, bảo rằng: tài bảo các ông chẳng dư giả gì, lại muốn báo đáp ân lớn. Nếu các ông năng biết ân cha mẹ, cung kính, cúng dường, nói rộng cho đến thọ trì tịnh giới, đây mới gọi là báo ân đức lớn. Như vậy Bồ Tát đối với các hữu tình, trước bố thí ân huệ, sau khuyến khích tu thiện, gọi là báo ân lớn. Do phương tiện đây khiến người tình cần tu học các thiện, cho nên gọi là phương tiện thiện xảo thi ân báo ân của Bồ Tát. F. Sao gọi là phương tiện thiện xảo rốt ráo thanh tịnh của Bồ Tát? Chư Bồ Tát đã an trụ đến cứu cánh địa được thiện thành tịnh ở nơi đạo Bồ Tát. Trước Bồ Tát hiện sanh trong chúng đồng Phật ở cõi trời Đồ Sử Đa, vô lượng hữu tình nhớ nghĩ nói rằng: Bồ Tát danh hiệu như thế nên đã sanh trong chúng đồng Phật ở cõi trời Đồ Sử Đa, không lâu sẽ hạ sanh ở Thiện Bộ Châu chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chúng ta nguyện sẽ được gặp gỡ thân cận với Bồ Tát. Bồ Tát ấy hạ sanh chỗ nào, chúng ta cũng nguyện sanh nơi đó. Như vậy, vì khiến vô lượng hữu tình phát sanh vui muốn trần tránh, theo đó nhiều tu tập, lại Bồ Tát bỏ thân ở cõi trời Đồ Sở Đà, hạ sanh trong nhân gian, hoặc ở dòng họ cao quý, hoặc ở dòng vương gia, hoặc vào nhà quốc sư, sao bỏ dục lạc thượng diệu của thế gian không đoái luyến, thanh tịnh xuất gia, vì khiến các hữu tình khởi tâm tôn kính, lại hiện phát thệ nguyện tu những khổ hạnh khó hành, vì muốn hữu tình tìm hiểu khổ hạnh, xả bỏ thú vui. Lại chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì khiến hữu tình cùng hướng đến Bồ Đề giải thoát hơn lạc thù thắng, lại chứng vô thượng chánh đẳng giác rồi. Nhưng chưa vì hữu tình thuyết chánh pháp
Đợi Phạm Thiên Vương đến khải thỉnh mới vì các hữu tình thuyết chánh pháp. Vì khiến hữu tình phát khởi sự tôn kính, tác suy nghĩ, các được thuyết đấy nhất định thủ thắng vi diệu, nên nay Phạm Vương tự thân đến thỉnh, mong cầu thế tôn thuyết pháp. Lại dùng Phật nhãn quan sát thế gian không để hữu tình khỏi nghi ngờ, Bồ Tát chỉ do Phạm Vương đến thỉnh. Vì tôn kính Phạm Vương để tuyên thuyết chánh pháp, chẳng phải Bồ Tát phát khởi tâm bì đối với hữu tình, cho đến vì có người kích phát, chẳng phải Bồ Tát tự có khả năng rõ biết căn cơ tùy nghi thuyết pháp. Vì muốn hoại tà chấp của hữu tình như vậy, nên trước dùng Phật nhãn quan sát thế gian, sau mới chuyển pháp luân vô thượng, chưa từng chuyển trong tất cả thế gian. Do vậy Bồ Tát tuyên thuyết chánh pháp, chế gặp học xứ, đây gọi là phương tiện thiện xảo rốt ráo thanh tịnh của Bồ Tát. Ngoài đây ra không có phương tiện thiện xảo nào, hoặc kỳ diệu hơn, hoặc thắng vượt hơn, cho nên gọi là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy đã thuyết hoặc lược hoặc rộng sáu chủng phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, năng trừ khỏe não của hữu tình phỉ báng trái ghét thánh giáo Phật, năng khiến hữu tình phỉ báng trái ghét bậc trung thú nhập thánh giáo Phật, năng khiến hữu tình đã thú nhập được thành thục, năng khiến hữu tình đã thành thục được giải thoát. Diệu Đà La Ni của Bồ Tát lược có bốn chủng: một pháp Đà La Ni, hai nghĩa Đà La Ni, ba chú Đà La Ni, bốn năng đắc nhẫn Đà La Ni của Bồ Tát. Sao gọi là pháp Đà La Ni của Bồ Tát? Chư Bồ Tát thành tựu lực trì giữ niệm tuệ, do lực trì giữ đây nên nghe được những điều chưa từng nghe, lời nói chưa nhu nhuyễn diệu hòa, chưa khéo thông lợi, thì chọn lọc khéo nhiếp danh cú văn thân, vô lượng kinh điển thứ tự còn lẫn lộn, thì kết tập thứ lớp trải qua vô lượng thời, năng thọ trì chẳng quên. Đây gọi là pháp Đà La Ni của Bồ Tát. Sao gọi là nghĩa Đà La Ni của Bồ Tát? Như trước đã nói, nhưng ở đây có sự sai khác. Tức là ở nơi vô lượng nghĩa thú của pháp kia, tâm trường nhu nhuyễn diệu hòa chưa khéo thông lợi, trải qua vô lượng thời năng trì chẳng quên, đây gọi là nghĩa Đà La Ni của Bồ Tát. Sao gọi là chú Đà La Ni của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát thành tựu đẳng trì tự tại như thế, do đẳng trì tự tại đầy giả bị, nên các trường cú của chú năng trừ tài hoạnh cho các hữu tình, khiến các trường cú của chú kia thể đều linh nghiệm, không có tai họa nào mà chẳng trừ lành. Không chỉ trừ một mà trừ trùng trùng tai họa, linh nghiệm bậc nhất, không hư vọng. Đây gọi là chú Đà La Ni của Bồ Tát. Sao gọi là năng đắc nhẫn Đà La Ni của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát thành tựu nhân hành tự nhiên bền chắc, đầy đủ diệu tuệ. Một mình sống ở chốn không nhàn, yên lặng không lời nói. Mặc cho thiếu thốn vật chất chỉ hành trì theo chánh kiến. Biết lượng mà ăn, không ăn tạp. Ăn một loại là cực tịnh lự. Đêm ngủ ít thức nhiều. Đối với sở thuyết của Phật về các trường cố nhẫn Đà La Ni của Bồ Tát, năng tu di sầu kỹ, như chú nhất chi mật chi các chi tỷ sạn đẻ bát đà nhị tóa hà. Đối với nghĩa trường cố chú như vậy, Bồ Tát tư duy quán xét sâu, thọ trì so lường, theo đó chánh hành, chẳng do từ người được nghe mà tự nhiên thông đạt. Rõ biết các trường cố Đà La Ni như vậy đều không có nghĩa, chỉ là viên thành thật, chỉ là nghĩa không. Như thật rõ biết nghĩa trường cố đây, chỗ gọi nghĩa không. Cho nên quá đây chẳng cầu nghĩa khác, ngang đây gọi là Bồ Tát diệu khéo thông đạt nghĩa trường cố của Đà La Ni. Bồ Tát đã tránh thông đạt như vậy, tức thuận nghĩa đây không theo người nghe, tránh thông đạt nghĩa tất cả pháp. Đó là tất cả nguồn thuyết nói về nghĩa tự tánh các pháp đều không thành thật, chỉ có tự tánh các pháp lìa lời là nghĩa tự tánh. Bồ Tát đã tránh thông đạt nghĩa tự tánh các pháp đây, biết rằng quá đây không có nghĩa khác phá cầu, do đây thu được hoan hỷ rộng lớn tối thắng. Bồ Tát thành tựu Đà La Ni đây, nên nói đã đắc chương cú Đà La Ni, lập nên thắng nhẫn Đà La Ni của Bồ Tát. Bồ Tát đã đắc nhẫn đây, chẳng lâu sẽ đắc ý là thành tịnh thủ thắng, nương nhẫn thủ thắng vừa thắng giải hành địa bậc thượng mà chuyển. Đây gọi là Bồ Tát sở hữu năng đắc nhẫn Đà La Ni của Bồ Tát. Trong đây Bồ Tát ở nơi pháp Đà La Ni, ở nơi nghĩa Đà La Ni. Nếu trải qua vô số đại kiếp thứ nhất, tự mình đã nhập ý là thành tịnh thổ thắng địa, thì chỗ chứng đắc đã chắc chắn, an trụ bền vững rộng lớn. Từ đây trở xuống, hoặc dùng nguyện lực hoặc nương tịnh lợi, dẫu có thu được, nhưng không chắc chắn, cũng không an trụ bền vững rộng lớn. Như đã nói về pháp và nghĩa Đà La Ni, thì chú Đà La Ni phải biết cũng vậy. Nếu chư Bồ Tát đầy đủ bốn công đức, mới năng thành tựu Đà La Ni như vậy, chẳng thể tùy khuyết một chủng. Những gì gọi là bốn chủng công đức: một, ở trong các dục không tham đắm; hai, đối với sự việc người vượt hơn không sanh đố kỵ, không ganh ghét vinh quang của người;
Ba, đối với tất cả sự mong cầu bình đẳng bố thí không hối tiếc. Bốn, ở trong chánh pháp sanh sâu hận lạc, tức là ở nơi tạng Bồ Tát và ma bát lý, ma đát lý ca của tạng Bồ Tát sanh sâu vui thích. Sự tu tập chánh nguyện của Bồ Tát lược có năm chủng: một, nguyện phát tâm; hai, nguyện thọ sanh; ba, nguyện sở hành; bốn, chánh nguyện; năm, đại nguyện. Hoặc chư Bồ Tát sơ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, gọi là nguyện phát tâm của Bồ Tát. Hoặc chư Bồ Tát nguyện đời sau tùy thuận sanh trong các đường thiện nhiều ích hữu tình, gọi là nguyện thọ sanh của Bồ Tát. Hoặc chư Bồ Tát nguyện năng tư trạch các pháp không điên đảo, nguyện ở nơi các cảnh giới tu tập thiện pháp thù thắng như vô lượng, gọi là nguyện sở hành của Bồ Tát. Hoặc chư Bồ Tát nguyện đời tương lai nhiếp thọ tất cả thiện pháp, nhiếp thọ tất cả sở hữu công đức, sở hữu chánh nguyện hoặc chung hoặc riêng của Bồ Tát, đây gọi là chánh nguyện của Bồ Tát. Đại nguyện của Bồ Tát tức từ chánh nguyện mà lưu xuất. Đại nguyện đây lại có 10 chủng. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai dùng tất cả chủng thượng diệu, các thứ vật dụng cúng dường vô lượng vô biên Như Lai, đây gọi là đại nguyện thứ nhất. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai nhất thọ giữ gìn tất cả chánh pháp của chư Phật Thế Tôn, hành trì truyền trào khiến pháp nhãn không hoại mất, đây gọi là đại nguyện thứ hai. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai từ cung trời đổ sở đa hạ sanh cho đến nhập đại niết bàn, đây gọi là đại nguyện thứ ba. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai hành tất cả chủng chánh hạnh của Bồ Tát, đây gọi là đại nguyện thứ tư. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai rộng năng thành thục tất cả hữu tình, đây gọi là đại nguyện thứ năm. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai đều năng thị hiện khắp tất cả thế giới, đây gọi là đại nguyện thứ sáu. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai rộng năng tịnh tu tất cả cõi Phật, đây gọi là đại nguyện thứ bảy. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai tất cả Bồ Tát đều có cùng một chủng là ý lạc gia hạnh thú nhập đại thừa, đây gọi là đại nguyện thứ tám. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai sở hữu tất cả gia hạnh không điên đảo không hư vọng, đây gọi là đại nguyện thứ chín. Hoặc chư Bồ Tát nguyện ở đời tương lai nhanh chóng chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đây gọi là đại nguyện thứ 10. Ba tam ma địa của Bồ Tát đó là: một, không tam ma địa; hai, vô nguyện tam ma địa; ba, vô tướng tam ma địa. Sao gọi là không tam ma địa của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát quán, tất cả mọi sự tự tánh sang bẻ tất cả ngôn thuyết, duy chỉ có tự tánh các pháp địa lời tâm chánh an trụ, đây gọi là không tam ma địa của Bồ Tát. Sao gọi là vô nguyện tam ma địa của Bồ Tát? Chư Bồ Tát tùy quán hết thảy sở hữu các sự tự tánh lìa lời, do vì ta phân biệt nên sanh khỏi phiền não và nhiếp thọ các thứ khổ, đây đều là vô lượng quá thất nhiễm ô. Ở đời đường lai vô nguyện làm tiền dẫn tâm chánh an trụ, đây gọi là vô nguyện tam ma địa của Bồ Tát. Sao gọi là vô tướng tam ma địa của Bồ Tát? Chư Bồ Tát tránh tư duy sở hữu các sự tự tánh lìa lời, tất cả các tướng hí luận phân biệt diệt hẳn vắng lặng như thật rõ biết tâm chánh an trụ, đây gọi là vô tướng tam ma địa của Bồ Tát. Hỏi: cớ gì chỉ giả lập ba tam ma địa không hơn không thêm? Đáp: pháp có hai chủng là có và chẳng phải có, hữu vi vô vi gọi là có, ngã và ngã sở gọi là chẳng phải có. Và trong hữu vi, vì có vô nguyện, vì đáng nhàm chán trái nghịch, nên đây kiến là vô nguyện tam ma địa. Ở trong vô vi, vì nguyện niết bàn, vì nhiếp chánh lạc, nhưng đây kiến là vô tướng tam ma địa. Ở nơi sự chẳng phải có, Bồ Tát không nguyện cũng không phải không nguyện, nhưng ở nơi chẳng phải có, Bồ Tát thật thấy là chẳng phải có, đừng thấy đây kiến là không tam ma địa. Như vậy Bồ Tát ở nơi tam ma địa đây tình siêng tu học, đối với những gì đã kiến lập như thật rõ biết, đối với hành tướng khác của ba tam ma địa như thật ngộ nhập, đối với lý thú được an lập như thật ngộ nhập, đối với lý thú cần tu tập như thật rõ biết, đối với các pháp trên, các chúng thanh văn cũng tinh cần tu học và chứng đắc viên mãn.